Rồi đây là nồi lẩu gà nha mọi người. Chiều nay nhà em sẽ ăn lẩu gà nha. À, lẩu gà này sẽ ăn chung với bún nha, với rau nha. À, đây là con gà trống nè. Gà trống này bự dữ lắm, nó tới 3,5 kg nữa. Nên thịt rất là nhiều luôn. Ở dưới quê em thì hay nấu cái kiểu này nè. Nấu gà nấu dạng như vị chua ngọt á. Hai cái đùi con gà nè trời, cầm vô nguyên cái bắp tay luôn. Rồi đây là gà trống đá nha, 3,5 kg nè. Hết biết bự luôn. Chiều nay nhà em đem đi nấu lẩu gà cho gia đình ăn nha. Nhà em ăn lẩu không có ăn bạc hà. 1,5 kg bún với nửa ký tắc. Cho em cái tới mũ rồi em đựng đi. Buổi chiều vắng nè, đây sạch trái cây. À giờ qua tiệm tạp hóa mua túi nấu lẩu nên xong ha. Rồi giờ em đi chợ về rồi nha cả nhà. Có nguyên liệu với là rau rồi nha. Giờ em sẽ xuống nấu lẩu để mà chiều nay cho gia đình ăn ha. Em có mua thêm ít bánh cho hai đứa nhỏ nè. Thịt luôn. Giờ em đem đi xào cho nó săn để nấu lẩu thôi. Đây là thịt gà trống đá nha mọi người. Trời ơi, thấy cái cù lẳng nó săn gì một hồi ăn không biết nổi không đây không biết nữa. Con thịt gà giờ nó săn lại đây nè mọi người. Giờ em sẽ cho nước vô để nấu tiếp tục ha. Tại vì gà này gà trống thịt nó cũng hơi cứng, chắc phải nấu lâu rồi đó. Đây là lẩu rau cần đước nha. Này mẹ mua sáng ngoài chợ nè. Còn đây là cái thao bông su đũa là mới đã hái trước cửa nhà nè. Bỏ cái bịch nấu lẩu thái với cái chai sa tế vô cái thấy lên cái vị lẩu liền. Thấy da gà là thấy thèm muốn ăn liền luôn.
Đây là khung cảnh buổi chiều nha mọi người. Hiện tại là 4 giờ mấy nè. Rồi bắt đầu cũng mát rồi, có hơi chuyển mưa nè. Đây là cái vườn cây của ông chú hàng xóm nè. Cây su đũa này hồi nãy mẹ em qua xin hái nè mọi người. Hái một rổ rồi mà còn nhiều dễ sợ không? Thuốc ở trên đọt hái không tới. Chiều trời muốn chuyển mưa rồi nè, có mây đen này nè. Rồi mát, dắt mấy đứa nhỏ ra trước cho ăn được nè. Đứa nhỏ ăn xong mới tới người lớn ha. Đây là bún với rau em dọn sẵn nha mọi người. Ba em sẽ chấm với nước tương ha. Còn mọi người trong nhà thì sẽ chấm gà với muối ớt dắt tắt ha. Đây là cái nồi lẩu gà nha. Ở dưới nhà em thì hay ăn cái kiểu mà nấu lẩu Thái, cái vị chua ngọt á.